Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cái ngày 14 tháng 3 vừa qua là ngày kỷ niệm 33 năm ghi cuộc chiến trên đảo Gạc Ma mà Trung Quốc tấn công với cái sự hy sinh của 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam, và Việt Nam đã mất trong cái trận chiến ấy 5 cái đảo đá ngầm và bãi san hô. Thì nhiều người nói là tại sao KTV không đề cập tới vấn đề đó. Rồi người ta cho rằng là Lê Đức Anh khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải chịu trách nhiệm về cái việc Việt Nam bị mất chủ quyền trên 5 cái bãi đá và đảo san hô vào năm 1988. Nhưng mà theo chúng tôi cho rằng là Lê Đức Anh, có những cái đồn đoán cho là Lê Đức Anh ra lệnh không cho phép nổ súng hay là không được phép nổ súng trước, vân vân và vân vân. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói Lê Đức Anh thì cũng chỉ chịu trách nhiệm một phần, mà vấn đề cơ bản là Lê Đức Anh cũng chỉ là một cái người thực hiện những chỉ thị từ ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đó. Trước khi đi vào một cái chủ đề mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị về cái công tội bán nước của Lê Đức Anh vào cái giai đoạn 1979 cho đến 1991, tức là khi Việt Nam chấm dứt và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau một cái thời mà ông Lê Duẩn có những cái hành động chống Trung Quốc được cho là cực đoan. Thì thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc tấn công đảo Gạc Ma do Việt Nam quản lý, bắn chết 64 thủy thủ và chiếm đóng đảo từ đó đến nay. Cuộc tấn công diễn ra chóng vánh chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ và Bắc Kinh tuyên bố chiến thắng. Tuy nhiên, những bộ đội công binh và chiến sĩ hải quân Việt Nam khi đó nhận được lệnh không được nổ súng chống trả phía Trung Quốc. Trung Quốc bắt đầu có những hành động tiến chiếm các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa kể từ đầu năm 1988 bằng cách đưa hai chiến hạm thị uy chung quanh khu vực. Việt Nam đáp trả bằng chiến dịch công khai có tên Chủ quyền 88 bằng cách đưa lực lượng công binh chuyển vật liệu xây dựng tới nhóm đảo Koh Lin, Landau và Gạc Ma để xây dựng các cơ sở tại đây nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên nhóm đảo quan trọng này. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc tấn công Gạc Ma, bắn chết 64 chiến sĩ công binh Việt Nam của Hải quân Việt Nam, hạ cờ của Việt Nam rồi chiếm đảo từ đó đến nay. Có 9 chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam may mắn sống sót, nhưng bị phía Trung Quốc bắt làm tù binh. Đến đầu thập niên 90 họ mới được trả về Việt Nam. Tuy biết trước sự hiếu chiến và quyết tâm chiếm đảo của Trung Quốc, nhưng công binh Hải quân Việt Nam lại không được trang bị vũ khí, và quan trọng hơn nữa, họ được lệnh không được bắn trả lính Trung Quốc. Ở bên mình đi ra đi là quản thiệt, nhưng không được nổ súng mà. Tất cả những nhà nào cũng không được nổ súng mà. Chỉ một vài chiến sĩ trên tàu mang vũ khí cá nhân và nhóm tiến vào cắm cờ trên đảo Gạc Ma đã phải tay không đối diện với giặc. Trung úy Trần Văn Phương là người đầu tiên ôm cờ bị lính Trung Quốc bắn chết trước mặt đồng đội. Hải quân Trung Quốc liên tục bắn pháo vào 4 tàu vận tải của Việt Nam, khiến 2 tàu bị chìm và 1 tàu bị hỏng nặng. Đồng minh của Việt Nam lúc đó là Liên Xô có mặt tại cảng Cam Ranh, chỉ cách Gạc Ma vài trăm hải lý nhưng đã không can thiệp. Trận Gạc Ma diễn ra chỉ trong vòng chừng 1 tiếng đồng hồ, nhưng đã sát hại 64 binh sĩ Việt Nam, mà phần lớn xác của những người này không được đưa về đất liền mà bị chìm dưới biển. Trận Gạc Ma kết thúc để lại câu hỏi lớn được nhiều người đặt ra ở đây là nhân vật nào đã ra lệnh cho bộ đội Việt Nam không được nổ súng. Cái ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy, mà anh Lê Mã Lưng đã tường thuật trong một cái hội thảo tượng miệng Gạc Ma của chính Trung tâm Minh Viện đã tổ chức ở khách sạn Công đoàn năm ngoái. Năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh, nhân vật bí ẩn của 27 năm trước đó, tưởng chừng đã yên lặng trong những trang sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam, bỗng bị hé lộ qua lời ám chỉ của Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng giữ chức giám đốc bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một cái việc phản quốc. Chúng ta lại không được bắn lại để cho Trung Quốc chết chiến sĩ của mình như là bia sống ấy.
thì tôi cho đó là một cái hành động phản Đông, phản Quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 2018, cuốn sách lịch sử Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử do Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên vừa phát hành 30 ngày đã phải bị tạm dừng và thu hồi với lý do được nói là để đính chính chỉnh sửa. Tuy nhiên, báo Mạng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7 loan tin công ty First News Trí Việt đã hoàn tất 30.000 tờ in bổ sung 8 điểm đính chính để kẹp vào sách Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử gửi đến các nhà sách trên toàn quốc vào ngày 19 tháng 7. Người ta muốn vùi dập, không cho thông tin, không cho thông báo, không cho dân biết cái cuộc chiến ấy, cái cuộc thảm sát ấy của Trung Quốc. Người ta muốn che giấu nó đi. Thậm chí là những cái cuộc tượng niệm người ta còn tìm cách mà phá hoại, gây khó dễ, rồi bắt bớ vân vân. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì buộc là phải để cho công bố sự thật này. Bởi vì dư luận chân chính, yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược là chiến thắng. Trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và phía Trung Quốc vào tháng Giêng năm 1974 và trận chiến Gạt Ma năm 1988 bộc lộ nhiều góc khuất của Hà Nội. Trong thời gian qua, nhiều người tiếp cận được văn bản là công điện mà ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, gửi cho người tương nhiệm Trung Quốc Chu Ân Lai. Công điện này ủng hộ lãnh hải 12 hải lý mà Bắc Kinh tuyên bố. Tuy nhiên, giới chính trị và ngoại giao Trung Quốc diễn giải là Hà Nội thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Còn đối với cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Hà Nội dường như im lặng hay chỉ lên tiếng một cách chiếu lệ thông qua Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực tế cho thấy, nay Trung Quốc nắm thế chủ động thực hiện chiến dịch tầm ăn dâu của họ tại Biển Đông sau khi chiếm được những đảo chiến lược ở khu vực này mà Gạt Ma là một trong những điểm đó. Một bài viết của nhà văn Phạm Viết Đào với cái nội dung ba lần lui quân trước Trung Quốc thì Lê Đức Anh trong cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có công hay có tội. Mà thưa quý vị, theo tác giả nhà văn Phạm Viết Đào viết một cái phi lộ, lời phi lộ đó là cần phải trao đổi lại nội dung bài viết này vì hiện tượng Lê Đức Anh nếu không được minh bạch thì nó có thể dẫn tới và gây hiểu lầm, kể cả những cái việc tranh cãi trong dư luận xã hội về một số vấn đề lịch sử liên quan tới quan hệ Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nói chuyện Lê Đức Anh, mục đích của chúng tôi muốn chứng tỏ với quý vị rằng một số ý kiến cho là ông ấy, tức cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là một cái người có chủ trương chống Trung Quốc. Và nếu quý vị nghe xong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì chắc chắn quý vị sẽ thay đổi quan điểm. Đó là ý kiến cá nhân của chúng tôi. Bởi Lê Đức Anh chính là kẻ chống lưng cho Nguyễn Tấn Dũng, mà Lê Đức Anh có một cái thái độ đối với Trung Quốc như chúng tôi trình bày ở dưới đây thì quý vị sẽ rõ Nguyễn Tấn Dũng cũng chống Trung Quốc thực sự hay không. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái phần nói chuyện thì cũng chia vui với quý vị đó là trong cái giai đoạn gần đây thì cả TV có một cái số lượng giới trẻ tham dự rất đông và người ta đã thường xuyên liên lạc với chúng tôi trao đổi. Và một cái câu hỏi vừa giới trẻ hiện nay hay hỏi chúng tôi nhất đó là sinh viên bây giờ phải làm gì? Thưa quý vị, chúng tôi xin trả lời gộp chung tới các cái cháu sinh viên cũng như học sinh có những cái băn khoăn như vậy. Thì như chúng tôi muốn nói với quý vị rằng KTV là một cơ quan truyền thông, chúng tôi không cổ vũ hay chống đối bất kỳ một cái thế lực chính trị nào. Do đó, trước cái câu hỏi có các cháu học sinh sinh viên là những điều đáng trân trọng. Song với cương vị của một cơ quan truyền thông thì chúng tôi không có quan điểm rõ ràng. Nhưng chúng tôi đề nghị ở cái tuổi học hành thì các cháu cố gắng học hỏi để hiểu về lịch sử cũng như cái hiện tình chính trị Việt Nam hiện nay. Khi nào đã trưởng thành và đầy đủ kiến thức thì lúc đó tự các cháu có thể quyết định sẽ làm gì để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trở lại cái vấn đề bài nói ngày hôm nay thì thưa quý vị, trong cái bài nói này theo nhà văn Phạm Viết Đào cần phải kiểm chứng một số vấn đề. Mà vấn đề đầu tiên đó là tướng Vũ Lập, tư lệnh quân khu 2, có bị ông Lê Đức Anh hạ độc
khi mà tướng Vũ Lập băn khoăn về lệnh rút lui quân của đại tướng Lê Đức Anh hay không, rồi một số cái vấn đề quan trọng khác mà nó là những cái thâm cùng bí sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài nói hôm nay sẽ cho quý vị biết các cái sự thật lịch sử để quý vị có thể tự đánh giá về đại tướng Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước, theo tác giả Phạm Viết Đạo. Thưa quý vị, trên trang Việt Nam Net ngày 24 tháng 4 năm 2019 thì có một cái bài phút gặp riêng giữa đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân. Trong đó Việt Nam Net đã trích lại nhiều đoạn trao đổi giữa ông Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân, mà điều mà ông Lê Đức Anh đã thể hiện ở trong cái hồi ký của mình. Theo đó, tại cuộc họp ở Bắc Kinh vào tháng 7 năm 1991 thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh với tư cách là đặc phái viên của Tổng Bí thư Đỗ Mười đã cùng với trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là ông Hồng Hà đã sang Bắc Kinh gặp các cái quan chức cao cấp của Trung Quốc để mở đường cho cái hội nghị Thành Đô. Theo đánh giá của ông Lê Đức Anh thời điểm đó cho biết, đó là một cái thời điểm mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân nói với chúng tôi là người Trung Quốc giật mình, và tiếng Tàu nói là xúc ngục kim tâm trước sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và đó là lý do vào cái thời điểm đó thì giới quan sát cho rằng nó là một những cái lý do chính khiến cho hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã tìm đến nhau sau nhiều năm thù địch kể từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Theo hồi ký của ông Lê Đức Anh cho biết, những cái điều mà đoàn Việt Nam và phía chủ nhà Trung Quốc phát biểu đã xác nhận cái điều này. Theo đó, đại tướng Lê Đức Anh đã cảm ơn sự viện trợ của Bắc Kinh cho Hà Nội trong hai cuộc kháng chiến, đồng thời ca ngợi Trung Quốc trong cái hoàn cảnh mới làm cái chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam. Và theo phát biểu của Lê Đức Anh lúc đó nói rằng bây giờ Trung Quốc hơn 1 tỷ dân đang tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là cái sự viện trợ to lớn nhất không thể đánh giá hết được. Thưa quý vị, đáp lại một cái lời phát biểu của Lê Đức Anh như vừa kể thì Tổng Bí thư Giang Trạch Dân lúc đó nói: tôi có nghe thông báo về Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấy các đồng chí kiên trì con đường sau chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, từ đáy lòng tôi thấy rất phấn khởi. Đáp lại, ông Lê Đức Anh cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự phấn khởi trước lập trường quan điểm của lãnh đạo Trung Quốc và đặt vào một cái niềm tin tương lai sau chủ nghĩa. Theo đó, tại cái thời điểm này, Trung Quốc đóng một cái vai trò cực kỳ to lớn trước sự tồn vong với cái sự còn hay mất của chủ nghĩa xã hội, của phong trào độc lập dân tộc trên thế giới. Đó là nhận thức sâu sắc của chúng tôi. Chưa hết, Lê Đức Anh còn cho biết về phía Việt Nam, chúng tôi kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, tất nhiên không cần lập một cái mặt trận chống ai, nhưng một điều rõ ràng là Trung Quốc ổn định vững là nền cổ vũ cho phong trào cộng sản quốc tế. Truyền thông nước ngoài khi đó, tức là vào thời điểm năm 1991, cho biết ông Giang Trạch Dân cũng nêu ra các nguy cơ cho đoàn Việt Nam biết sự kiện sự kiên định bảo vệ Đảng Cộng sản và đường lối sau chủ nghĩa của Trung Quốc là gì. Cụ thể, thứ nhất đó là chống mọi âm mưu lật đổ, chống dùng chế độ đa đảng để lật đổ Đảng Cộng sản. Thứ hai là ngoài việc coi các nước phương Tây muốn dùng chiêu bài dân chủ tự do nhân quyền để thực hiện diễn biến hòa bình, vấn đề thứ ba, Trung Quốc kiên quyết bác bỏ đường cái con đường nghị viện kiểu dân chủ phương Tây, không cho phép có đảng đối lập, cảnh giác với tư tưởng luân phiên lên nắm chính quyền. Vấn đề thứ năm, theo Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội nhân dân phải tuyệt đối đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Vấn đề thứ sáu, tuyên truyền phải không ngừng cải tiến, ghi sâu vào lòng người. Về công tác tư tưởng phải tính đến cái sự phát triển của khoa kỹ thuật, dùng truyền thông hiện đại cho tuyên truyền. Vấn đề thứ bảy, Trung Quốc nói họ chống cả tự do hóa tư sản, nhưng sẵn sàng học tập kỹ thuật tiên tiến, cách quản lý khoa học văn hóa ưu tú của tư sản. Và cuối cùng, Giang Trạch Dân nói với Lê Đức Anh là quan điểm chuyển hướng cải cách mở cửa, khuyến khích nước ngoài đầu tư
nhưng phải tôn trọng pháp luật. Thưa quý vị, và đó là một kết quả ngay lập tức sau cái cuộc gặp của Lê Đức Anh với Giang Trạch Dân. Thì vào tháng 11 năm 1991, Tổng Bí thư Đảng sản Việt Nam khi đó là ông Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã sang thăm chính thức Trung Quốc. Và trong cái chuyến thăm đó thì hai đảng đã ra một cái bản thông cáo chung ký một cái hiệp định chính thức bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Sau hơn 10 năm được cho là quan hệ chắc chở giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thưa quý vị, nó có một cái sự logic chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là việc Lê Đức Anh có các cái quyết định lùi bước trước Trung Quốc để tạo cho những cái tiền đề để năm 1991 Lê Đức Anh trong tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sang thăm Trung Quốc với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Và đó là lý do dưới phân tích thấy rằng những cái quyết định lùi bước của Lê Đức Anh trước Trung Quốc trên thực đây là một trong những lý do mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội đã cử Lê Đức Anh sang trong tư cách là một người có một cái thái độ hòa hoãn và đầu hàng Trung Quốc. Theo tác giả Phạm Viết Đào cho biết, trong cái bài Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và Biển Đông của Việt Nam Net đăng ngày 1 tháng 2 năm 2015, mà tác giả là Đại tá Khuất Bình Hòa, thư ký riêng của Đại tướng Lê Đức Anh, đã đưa ra một số thông tin cũng như nhận định cần phải kiểm chứng. Theo đó, bài viết còn kèm cái ảnh chụp Đại tướng Lê Đức Anh ngồi và đang nói với Đại tá Khuất Bình Hòa thì đang cầm bút ghi. Mà việc Việt Nam Net đưa cái hình ảnh này, theo tác giả Phạm Viết Đào, chắc chắn Đại tá Khuất Bình Hòa muốn có một cái thông điệp về độ xác thực của nguồn tin bài viết. Và được biết bài viết này được Đại tướng Lê Đức Anh lúc đó đồng ý cho công bố. Và đây là một cái bài viết công bố năm 2015 sau khi ông Lê Đức Anh nghỉ hưu trên cương vị chủ tịch nước kể từ năm 1977 và sau đó là cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương. Vì thế giới phân tích thấy rằng nội dung và các cái thông tin trong bài đã có một độ lùi về mặt thời gian khoảng 30 năm sau các cái sự kiện xảy ra. Sau 10 năm, ông Lê Đức Anh rời cái vị trí chủ tịch nước. Đặc biệt trong cái bài viết của Đại tá Khuất Bình Hòa, thư ký riêng của ông Lê Đức Anh còn cho biết nó liên quan tới cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên. Đặc biệt có một số thông tin liên quan tới Thượng tướng Vũ Lập, nguyên tư lệnh quân khu 2. Mà trước đó có nhiều đồn đoán cho rằng tướng Vũ Lập tử vong do bị tình báo Hoa Nam đánh thuốc. Và Đại tướng Lê Đức Anh không chỉ là nhân chứng trực tiếp can dự vào những cái sự kiện quan trọng với lịch sử Việt Nam đương đại, đã được Đại tá Khuất Bình Hòa nêu rõ trong bài viết. Một cái vấn đề mà nhà văn Phạm Viết Đào đặt ra đó là bài viết của Đại tá Khuất Bình Hòa đã xác nhận cái băn khoăn của Thượng tướng Vũ Lập, nguyên tư lệnh quân khu 2. Theo đó, Đại tá Khuất Bình Hòa cho biết khi lên thị sát biên giới thì Đại tướng Lê Đức Anh nhắc nhở anh em thôi không mặt, không chửi lại bạn nữa, tức là Trung Quốc. Theo đó, ông Lê Đức Anh nói với chiến sĩ rằng trừ họ chỉ một, các đồng chí chỉ lại 10, họ bắn một, các đồng chí bắn lại 10. Cứ như thế này thì không làm được công tác tư tưởng, nó không giải quyết dứt điểm được tình hình quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Theo đó, lúc đó một số cán bộ chiến sĩ đã hỏi ông Lê Đức Anh, vậy thưa thủ trưởng, giờ ta phải làm gì để giải quyết tình hình? Thì ông Lê Đức Anh nói với cán bộ chiến sĩ rằng họ bắt loa chỉ ta thì ta nhắc lại truyền thống và quá trình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Nếu họ bắn sang ta bằng đạn pháo thì ta bắn lại họ bằng tình hữu nghị. Nhất định phải làm mọi cách để nối lại tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, hai dân tộc Việt Trung. Đó, thưa quý vị, nó là nguồn cơn cho đến nay là Việt Nam luôn luôn hệ lụy vào Trung Quốc là như vậy. Chúng tôi nói những điều này để quý vị thấy rằng cái bản chất phục tùng vào Trung Quốc, dựa vào Trung Quốc, nó là một cái vấn đề xuyên suốt trong cái tinh thần chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay, chứ không chỉ ở riêng cái thời của Nguyễn Phú Trọng. Theo ông Lê Đức Anh, vào cái thời điểm đó đã nói với cán bộ chiến sĩ ở cao điểm Vị Xuyên là đứng từ đây, bộ đội hai bên nhìn rất rõ nhau, chỉ cách nhau mấy chục thước.
Lê Đức Anh còn nói với cán bộ chiến sĩ Việt Nam rằng chúng ta, tức là các anh em chiến sĩ, nên mang thuốc hút và diêm quẹt sang người họ. Vì bên họ cũng nhiều anh em nghiện thuốc lá, nên chắc chắn họ sẽ phấn khởi. Và bộ đội hai bên nên nói chuyện với nhau và thôi không chửi, không bắt nhau nữa. Đó, thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, ở cao điểm Vị Xuyên là một cái cuộc chiến đẫm máu và ác liệt. Chúng tôi được biết, trong cái lúc này có rất nhiều các cựu chiến binh đang tham gia cái cuộc chiến biên giới được nghe. Thì quý vị thấy, các cựu chiến binh của chúng ta đã đổ máu xương, chết đến hàng vạn người. Vậy mà ông Lê Đức Anh lên lại nói với cán bộ chiến sĩ rằng bây giờ phải hòa hoãn với Trung Quốc, mang thuốc lá sang mời họ. Đừng có chửi nhau nữa, đừng có bắn nhau nữa. Vậy mà thưa quý vị có biết không, khi mà ông Lê Đức Anh bảo các chiến sĩ Việt Nam lui về phía sau một quãng, thì tất cả các bốn chiến sĩ cán bộ có mặt tại thời điểm đó nói nếu mình mà lui thì bên kia họ lên thì lo lắm. Thì Lê Đức Anh ra lệnh cứ rút đi. Tiếp theo đó Lê Đức Anh còn chỉ đạo Bộ Quốc phòng cho rút từng phần các đơn vị chủ lực về phía sau, cụ thể là rút về tuyến 2 để đưa bộ đội cũng như dân quân, tức là bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng lên tuyến 1. Thưa quý vị, theo nhà văn Phạm Viết Đạo cho biết, lúc đó tâm lý chung của các cái tư lệnh chiến trường cũng như cán bộ chỉ huy ở các cấp là hết sức lo. Và anh nào cũng vậy, phải tuân thủ cái mệnh lệnh của Lê Đức Anh, không dám cho bộ đội chủ lực và các đơn vị dưới quyền của mình lui xuống. Chưa hết, theo tác giả Phạm Viết Đạo, một hôm ông Lê Đức Anh đến sở chỉ huy của sư đoàn 36 thuộc quân khu 2 ở phía dưới thị trấn Phố Lưu. Khi ấy, tướng Vũ Lực, tư lệnh quân khu 2, đã kéo đồng chí An là chỉ huy trưởng sư 36 gặp riêng cùng với Lê Đức Anh và hỏi báo cáo bộ trưởng đêm qua đồng chí An này đã báo cáo cho tôi, cho đơn vị của đồng chí này lui xuống. Thì Lê Đức Anh đã nói với tướng Vũ Lực rằng đúng thế. Khi ấy, tướng Vũ Lực tỏ ra sửng sốt bất ngờ và nói rằng vậy xin anh cho văn bản. Thì tướng Lê Đức Anh khi đó bảo thư ký của mình là đồng chí Phi Long, cục phó cục tác chiến, anh viết lệnh ngay đi để tôi ký. Và thấy thái độ kiên quyết của Lê Đức Anh, Vũ Lập liền nói một cách xoa dịu rằng nếu anh ra lệnh thì chúng tôi chấp hành, dù mệnh lệnh bằng giấy hay bằng miệng cũng chấp hành, nhưng anh cho giấy để cơ quan còn lưu trữ. Trong khi đó, thưa quý vị, theo đại tá Khuất Đức Biên Hòa, thư ký của ông Lê Đức Anh cho biết, thực chất lúc này đối với ý định của tướng Vũ Lập chưa phải là điều chỉnh bố trí chiến lược, mà tướng Vũ Lập chỉ thực hiện điều chỉnh sơ bộ, vừa để cho thế phòng thủ biên giới của bộ đội ta có chiều sâu, có thế vững chắc hơn, cũng như để thăm dò phía Trung Quốc. Khi đó, trở về Hà Nội, ông Lê Đức Anh đã báo cáo hết tình hình với Bộ Chính trị. Và đó chính là lý do vì sao tháng 7 năm 1991, đại tướng Lê Đức Anh đã được Bộ Chính trị cử sang làm phái viên của Đảng sang Trung Quốc, thực chất là đi làm một công việc tiền trạm để bàn bạc những vấn đề cụ thể trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và chuyến đi đó, như chúng tôi đã nói ở phần mở đầu, có sự tham dự của Hồng Hà, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Được biết, trong cái chuyến đi thăm Trung Quốc đó, thì Lê Đức Anh và đoàn ghé vào ở Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây. Được biết, trong cái bài viết của ông Khuất Biên Hòa không cho biết về cái cuộc làm việc giữa đại tướng Lê Đức Anh trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với thượng tướng Vũ Lực khi đó là tư lệnh quân khu 2. Nhưng mà tác giả Khuất Biên Hòa cho biết tiếp đó, vào tháng 7 năm 1991, tướng Lê Đức Anh được Bộ Chính trị cử làm đặc phái viên sang Trung Quốc. Theo đó, nếu người đọc lướt qua thì rất có thể nhầm lẫn cuộc gặp với tướng Vũ Lực diễn ra vào đầu năm 1991 hoặc cuối năm 1990. Song theo tác giả Phạm Viết Đạo, về mặt thời gian thì các tài liệu lịch sử viết về đại tướng Lê Đức Anh có nêu rõ vào tháng 12 năm 1986 thì tướng Lê Đức Anh được giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và trong giai đoạn tháng 2 năm 1987 đến tháng 10 năm đến tháng 8 năm 1991 thì Lê Đức Anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư thứ nhất Đảng ủy Quân sự Trung ương. Trong khi đó, theo Wikipedia,
thì Thượng tướng Vũ Lập đảm nhận chức Tư lệnh quân khu 2 từ năm 1978 tới năm 1987. Đồng thời có những cái nguồn tin khác thì nói tướng Vũ Lập qua đời ngày 18 tháng 7 năm 1987 sau cơn đau tim. Theo tác giả Phạm Viết Đào, qua các nguồn tin vừa kể đối chiếu và nó mới khớp với cái bài viết của đại tá Khuất Đình Hòa, thì cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh diễn ra với Thượng tướng Vũ Lập sau tháng 2 năm 1987. Đó là sau khi Lê Đức Anh nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và điều đó xảy ra trước ngày 18 tháng 7 năm 1987 là cái ngày qua đời của Thượng tướng Vũ Lập. Mà rõ ràng thưa quý vị, vào thời điểm trước tháng 7 năm 1987 thì mặt trận Vị Xuyên vẫn còn rất căng thẳng và nóng bỏng. Đầu năm 1987, Trung Quốc đã huy động một số quân cấp sư đoàn tấn công các vị trí mà quân đội Việt Nam chốt giữ. Điều đó cho thấy chủ trương lưu binh tại mặt trận Vị Xuyên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Lê Đức Anh vào khoảng từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 7 năm 1987. Và đó là lý do người ta khẳng định Lê Đức Anh trong tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra lệnh trực tiếp cho quân khu 2 của tướng Vũ Lập phải rút lui khỏi Vị Xuyên. Theo cái bài viết của đại tá Khuất Đình Hòa cho biết, khi nhận lệnh này thì Tư lệnh quân khu 2 tướng Vũ Lập đã bày tỏ các cái băn khoăn về lệnh rút quân và đề nghị tướng Lê Đức Anh phải ký lệnh bằng văn bản để lưu, và Lê Đức Anh không ngại ngần gì ký lập tức. Và đó chính là lý do tác giả Phạm Viết Đào cho rằng tướng Lê Đức Anh hay đại tá Khuất Đình Hòa đã xóa một cái án tích xâm lược từ Trung Quốc. Đó là trong cái bài đại tướng Lê Đức Anh như vừa kể, tác giả Khuất Đình Hòa đã viết có một cái đoạn sau đại hội 7 vào đầu năm 1987 có một cuộc họp bộ chính trị hẹp tại nhà Con Rồng của Bộ Quốc phòng. Theo đó, sau hai chuyến đi thị sát trực tiếp toàn tuyến biên giới phía Bắc thì đại tướng Lê Đức Anh đã báo cáo toàn bộ tình hình biên giới, báo cáo những suy nghĩ của ông về Mỹ, Trung Quốc và các nước ASEAN. Liền sau đó Lê Đức Anh đã giải trình những cái đề xuất của mình. Theo đó Lê Đức Anh nói trên biên giới phía bên kia họ bắt loạt chửi ta và kể công giúp đỡ ta, và nếu bộ đội ta cứ chửi lại bắn lại thì không làm được công tác tư tưởng, chẳng thà họ đánh sâu vào nội địa ta như Pol Pot đánh ở biên giới Tây Nam thì ta nói họ xâm lược, và ta kêu gọi chống xâm lược thì dễ. Đằng này qua thăm dò và khảo sát trực tiếp của tôi cũng như qua các cái tin tức và phân tích tình hình nhiều mặt, theo Lê Đức Anh cho rằng tôi thấy họ không có ý đồ xâm lược mà họ chỉ gây xung đột biên giới với ta nhằm một mục đích khác ngoài ý đồ xâm lược. Theo đó, nhà văn Phạm Viết Đào đánh giá có những thông tin quan trọng về chính kiến của Lê Đức Anh như vừa kể, tức là Trung Quốc đưa quân vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam ở Vị Xuyên không nhằm một cái mục đích xâm lược hay sao. Và nếu thực sự đây là ý kiến của đại tướng Lê Đức Anh thì rõ ràng chúng ta cần phải xem lại. Vì theo nhà văn Phạm Viết Đào, thời điểm năm 1987, Lê Đức Anh được bầu vào Bộ Chính trị và nắm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và chỉ đến năm 2015 khi Lê Đức Anh nghỉ hưu vào năm 1997 và đã qua cương vị Chủ tịch nước thì điều đó mới được công bố. Giới phân tích thấy rằng nếu coi việc Trung Quốc điều một cái lực lượng quân đội lớn, nhiều tài liệu đã công bố con số khoảng 50 đến 60 vạn quân, dàn tướng lĩnh hàng đầu khoảng 70 viên tướng. Trung Quốc khi đó đã lấn sâu vào đất Việt Nam, riêng ở khu vực cửa khẩu Thanh Thủy thì quân đội Trung Quốc đã sâu vào sâu đất Việt Nam tại các cái điểm cao 685, A6A, A6B và các cái cao điểm 400, 300, tức là đồi đài, đồi cuối, cách đường điền khoảng 1.000m, thậm chí có nơi sâu vào đất ta tới 5km. Và đó là lý do phía Việt Nam tính tại cái thời điểm đó đã phải chịu tổn thất 5.000 bộ đội hy sinh, với cái số thương vong là khoảng 9 người tại cái mặt trận Vị Xuyên. Đó là những con số của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên tham mưu trưởng phó Tư lệnh quân khu 2. Điều đó cho thấy phía Trung Quốc đưa ra nhiều nguồn tin cho biết họ cũng mất tới 15.000 quân. Theo tác giả Phạm Viết Đào, phải chăng
Trung Quốc đã đưa quân sang để chọc trời hay với một mục đích khác? Đó là mục đích gì? Liệu có giống như mục đích năm 1979 vào tháng 2, Trung Quốc đưa sang Việt Nam 60 vạn quân để dạy cho Việt Nam một cái bài học về cách đánh nhau, cũng như đường ăn nết ở trong cách đối xử với Trung Quốc, theo tác giả Phạm Viết Đảo? Thế mà bài viết ý kiến của Đại tướng Lê Đức Anh lại nói rằng họ không có ý đồ xâm lược, mà họ gây xung đột biên giới với chúng ta nhằm một mục đích khác ngoài ý đồ xâm lược. Và rõ ràng phát biểu của Lê Đức Anh đã cho thấy không đúng về sự thật lịch sử của chiến chống Trung Quốc tại Vị Xuyên. Đó là lý do mà sau này các cái quân nhân, đặc biệt là các cái tướng lĩnh tham gia trận chiến Vị Xuyên, đã khẳng định Lê Đức Anh là một người tiếp cận tất cả các nguồn thông tin chính thống quan trọng. Vậy mà Lê Đức Anh có các cái thái độ đề hèn lùi bước cho Trung Quốc như vậy. Thậm chí tại cuộc chiến ở mặt trận Vị Xuyên, Trung Quốc đã dồn tới 8/10 đại quân khu. Họ huy động một cái số lượng quân cực kỳ lớn với đầy đủ các bá quan văn võ. Đó là sự tham dự của Hồ Diệu Bàn, Tổng Bí Thư, Diệp Kiến Anh, Nguyên Soái, Đại tướng Dương Đắc Chí, Đại tướng Hứa Thế Hữu, Đại tướng Túc Ngục. Theo các tài liệu Trung Quốc cho biết, họ đã đưa khoảng 70 sĩ quan cấp tướng trực tiếp tham gia cái chiến trận Lão Sơn. Thưa quý vị, một số tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng đã nghỉ hưu cho biết, trong khi Đại tướng Lê Đức Anh nhận định những điều như vừa kể, thì Nghị định số 23 năm 2012, Nghị định Chính phủ đã quy định một số chế độ đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký năm 2012. Tại điều 1 đã ghi rõ phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về chế độ hưu trí trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, kể cả làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, các cái đơn vị cơ yếu, đã phục viên xuất ngũ hay thời việc. Điều đó chứng tỏ cho thấy phát ngôn của Đại tướng Lê Đức Anh trong cái buổi phỏng vấn vào năm 2015 nó trái hoàn toàn với nội dung Nghị định 23 của ông Nguyễn Tân Dũng ký vào năm 2012. Nhưng mà cái vấn đề phát biểu của Lê Đức Anh vào năm 2015 trái với Nghị định 23 như vừa kể là chuyện nhỏ, vấn đề là nó sai với thực tế lịch sử xảy ra tại mặt trận Vị Xuyên. Theo nhà văn Phạm Viết Đào, hiện nay báo chí mô tả rất nhiều những thông tin về những trận đánh ác liệt đẫm máu tại các cao điểm 685, 772, 1509, A6A, A6B, cao điểm 400, 300, tức là đồi đài và đồi cuối. Đó là những cái cao điểm nằm sâu trong đất Việt Nam hơn cây số. Vậy mà tướng Lê Đức Anh vào thời điểm năm 1947, trong cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người trực tiếp lên Vị Xuyên, lại nhận định trong cái bài báo của Đại tá Khuất Bình Hòa, thư ký riêng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và ủng hộ KTV. Và chúng tôi, ngoài các cái vấn đề liên quan tới chính trị, văn hóa, kinh tế, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị các cái dữ liệu lịch sử chưa từng được công bố để chúng ta hiểu rõ cái hiện tình chính trị Việt Nam hiện nay. Một lần nữa, Việt Thành xin cảm ơn quý vị và đề nghị quý vị giới thiệu các thông tin của KTV tới nhiều tầng, nhiều giới ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.